Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Xin kính chúc tất cả mọi người có một buổi sáng thật là tốt lành, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô giới thiệu cho mọi người một lô những chiếc xe đang Vios đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ An Lão, Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra quốc lộ 10. Giá thì từ khuôn 200 triệu đồng đến 350, 360, 370 anh em nhé. Để sở hữu những chiếc xe đang có 2, 4, 6, 8, 10 chiếc và hiện tại vẫn còn 3 chiếc chưa về, đang về. Thì vậy thì bà con cô bác nào cảm thấy những chiếc xe đang có mặt tại đây nó phù hợp với khuôn tiền của mình thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Lô Vios rất đẹp và cam kết là không đâm đụng nặng và ngập nước anh em nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Sơn xi màu vàng cát có 3 chiếc, 4 chiếc này. Màu đen có 3 chiếc và màu bạc 2 chiếc, màu trắng 1 chiếc. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn cho bà con. Đấy, có chiếc màu đỏ thêm nọ để bán về cho anh em người Bắc Giang rồi. Thì đối với những dòng xe Vios này, động cơ 1.5 rất tiết kiệm nhiên liệu thôi, phù hợp cho mọi người làm xe dịch vụ, xe gia đình, cực kỳ đẹp luôn. Giá bán đấy, thì đầu tiên là chiếc Vios Limo đời 2010, tên tư nhân biển Hà Nội anh em nhé. Biển Quảng Linh, tư nhân đời của Limo Lân Kịch, màu đen, na đăng đúc, lốp náp mới, đăng kiểm thì tháng 11 năm 2020 anh em ạ. Giá bán 222 triệu đồng bao rút hồ sơ anh em nhé. Đó, tên tư nhân biển Quảng Linh, màn Mini Nimo Lân Kịch, 4 quả na đăng lốp rất là mới nhé, na đăng đúc theo, 222 triệu thôi. Động cơ 1.5, xe này thì anh em nhìn thấy rồi, thân vỏ nó sơn xi rất là căng, gương kính điện cụp xòe, na đăng đúc, rồi thì vè mưa, nẹp chân kính, nẹp cửa chrome đầy đủ hết rồi, đuôi gió cũng có luôn. Ghé qua xem nội thất một chút thì anh em có thể xem này. Đó, nội thất rất là đẹp luôn. Tí gửi cho hình con Camry là 1 này, con Lupiza là 2 này. Long An kìa. Ok. Hai con đấy. Vâng, em cảm ơn. Đó, anh em nhìn thấy bộ ghế da bọc rất là đẹp luôn nhé. Bọc 3D nhìn này, đỏ đen. Ghế này khá là tương xứng với cái bộ nội thất của chiếc Limo Lân Kịch này, đời 2010. Tên tư nhân biển Quảng Linh. Đây, anh em nhìn này. Kéo chỉ cột kèo thì không phải nghĩ luôn, em bóc luôn cho bà con xem trực tiếp nhé. Này, đấy, không có ngại. Tất cả những chiếc xe ở đây bên em đều cam kết với các bác là viết giấy bán trực tiếp cho bà con là không tai nạn nặng và ngập nước anh em nhé. Rất là đẹp, keo chỉ zin này. Cánh cửa một bản Nimo Lân Kịch. Nimo nó khác bản E là cái là nó không có túi khí và phanh ABS, về giá nó rẻ vài chục triệu đồng anh em nhé. Ví dụ đời 2010 hiện tại bên em đang bán 260, 250, 270 tùy theo xe. Đấy, còn Nimo thì tầm 220 thôi. Tiếp theo là chiếc đời bản E đời 2011. Bản E xịn đời 2011, tên tư nhân biển Thái Bình anh em nhé. Bản E xịn thì có túi khí phanh ABS, na đăng đúc. Đó, đời 2011. Giá bán 285 triệu đồng, xe gia đình không taxi dịch vụ gì anh em ơi. Đi động cơ 1.5. Động cơ 1.5. Biển Thái Bình này anh em, bác nào ưa màu bạc và ưa cái bản E xịn mà không khoan đục thì đây là những chiếc xe mà phù hợp cho mọi người. Ui, hết hơi anh em vẫn lùi ở đây được, giỏi. Đó, anh em nhìn này, keo chỉ cánh cửa này. Cánh cửa keo chỉ này là zin đấy anh em. Đó, sơn xi thì hơi sứt sát sơn zin tí. Hơi sứt tí sơn zin thôi, còn đâu là nguyên hết. Vô lăng méo, đời 21, đời 2010 lên vô lăng méo rồi. Có túi khí và phanh ABS theo xe. Màn hình cam đầy đủ hết rồi. Nội thất rất là đẹp, xe gia đình không khoan. Không khoan tức là không có lắp đồng hồ, không gắn định vị chạy taxi. Còn lại ở nhà người ta có chạy dịch vụ hay không thì phải hỏi người ta ở nhà có chạy không, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Vios Limo Lân Kịch đời 2010, đẹp hơn cả bản E luôn. Máy gầm, riêng phần máy gầm của chiếc này em cam kết các bác là cực đẹp, màu vàng cát, sơn xi căng bóng, 4 quả lốp mới cứng, na đăng đúc, lốp nắp mới, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Giá bán 222 triệu, full option, full đồ chơi, có cả loa sút bát, gầm ghế, cam hành trình, cam lùi, màn hình Android tích hợp. Đấy, không thiếu một chức năng gì. Giá bán chỉ có 222 triệu đồng. Biển 34A25014, chiếc này hình như gốc Hà Nội anh em nhé. Đó. Hình như gốc Hà Nội thì anh em vào tên người Hà Nội hoặc là vào tên người Sài Gòn thì có thể không mất thêm tiền biển 20 triệu. Nó rất là xuất sắc, keo chỉ zin luôn. Nội thất rất đẹp, màn hình Android, ghế có sút bát trầm dí ghế, âm thanh trải nghiệm âm thanh cực kỳ đẳng cấp anh em nhé. Nghe mình rình rình luôn. Bút cửa rồi. Đây, anh em có thể nhìn thấy nội thất rất là đẹp nhé. Cột kèo zin 100% thì cam kết các bác bóc luôn trực tiếp trên livestream.
Ủa, nó rắn thế. Úi dồi, đây anh em nhé. Zin 100% luôn. Nó không zin không bao giờ dám tự tin để bóc những chiếc xe ở đây. Bên em đã cam kết rồi thì anh em hoàn toàn an tâm với cái sự tin tưởng tuyệt đối. Khả năng ô tô đã nói những gì trên video này là 100% là chính xác. Anh em đến đây chỉ không mất bao giờ mất thời gian anh em nhé. Đó, rất đẹp. Bản limo cho máy gầm cực chất. Hôm qua em có làm video chi tiết chiếc này rồi. Đấy, thì anh em đang quay đến đây rồi thì em xin phép bỏ qua mấy chiếc này. Đến đầu chiếc này luôn, quay đời cao. Đời cao thì có chiếc 24, 3 chiếc. Đấy, một chiếc bằng cát nữa anh em mang đi sơn tỉa rồi, chưa về đến đây. Bản Y, bản Z đây thì có chiếc Vios bản Z đời 2014, tên tư nhân, thiển biển Hà Nội, màu trắng, máy zin, số zin. Đó, nó đang đúc lốp láp mới, đăng kiểm tháng 8 năm 2020, tên tư nhân, biển Hà Nội em nhé. Giá bán của chiếc này chỉ còn 318 triệu đồng báo hồ sơ. Bản có 1.3, bản Z 1.3, 2 túi khí và gương kính chỉnh điện nó đầy đủ hết, không thiếu gì. Nó chỉ khác bản E mỗi cái bộ phanh ABS và động cơ 1.5 thôi. Nên là rất là rẻ, rẻ hơn mấy chục triệu đồng. Anh em có thể lựa chọn chiếc này làm xe gia đình, xe hoa, xe đám cưới, xe dịch vụ, cực kỳ an tâm. Màn hình Android rất đẹp, keo chỉ zin, cua lốp vẫn còn keo chỉ cơ. Đấy, rất đẹp luôn anh em nhìn này. Rất nhiều tính năng cho một chiếc Vios bản Z. Bản Z thì thường thường nội thất nó màu đen, nhưng có thể anh em đổi màu nội thất thành bản E xịn, sơn hai màu rất là đẹp. Thì đây, sơn xi là màu trắng theo xe anh em nhé. Đẹp luôn. Anh em về làm xe hoa, xe dịch vụ, xe gia đình, xe đám cưới thì quá đẹp. Với giá tiền 318 triệu, bao rút hồ sơ rồi. Ôi, nhìn cái dàn Vios mà mê luôn. Đấy, bác nào mà tín đồ của Vios thì đến đây không bao giờ ngại thiếu xe để anh em xem nhé. Rất nhiều Vios cho bà con lựa chọn. Tiếp theo là chiếc Vios gia đình đời 2016, 2015 chứ. Giá bán thì 378 triệu đồng anh em ạ. Xem đã giảm giá chưa. Ui, còn 372 triệu đồng thôi anh em. 372 triệu đồng cho Vios bản E xịn, không taxi, đời 2015, tên tư nhân, biển Quảng Ninh, 14A9968, Đại Phát Lộc, Đại Lộc Phát đây. Biển rất là đẹp, phù hợp cho các bác nào người Quảng Ninh. Anh em giữ được cái biển này quá ok. Đăng kiểm tháng 8 năm 2020. Chiếc Vios E màu bạc này, sơn zin phải đến tầm 80%, còn lại ba đài sốc đã tỉa toát rồi. Nga đang đúc theo xe, lốp R15, 4 quả lốp mới. Đây, nội thất rất là đẹp anh em này, đẹp theo xe luôn nhé. Người ta bọc lên thì mình em không có bọc. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, keo chỉ zin hết cả xe, đầu đít cột kèo zin hết, không ba quẹt, bao tét hãng cho bà con. Đấy, rất là đẹp luôn. Nga đang đúc túi khí phanh ABS đầy đủ. Đấy là bản E xịn. Nhắc lại anh em nhé, 372 triệu đồng bao rút hồ sơ, đời 2015, tên tư nhân, biển Quảng Ninh. Tiếp theo là một chiếc Vios E xịn đời 2015 mà giá bán cực kỳ ok, 362 triệu đồng bao rút hồ sơ. Mà hồ sơ đã cầm tay luôn anh em, ra tên trong vòng một nốt nhạc thôi, chỉ một nốt nhạc anh em ra tên ngay. Đó, na răng đúc, lốp náp mới này, túi khí phanh ABS tích hợp, cam kết bao tét hãng cho bà con, không mất một phân keo chỉ nào. Xe cực đẹp luôn, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Đấy, chiếc này thì gốc Sài Gòn anh em nhé. Có thể anh em nào sẽ hỏi là tại sao lại có gốc Sài Gòn ở đây. Sài Gòn và Hà Nội thì anh bên em thì buôn bán cả nước. Anh em thợ trong đấy sẽ chuyển xe ra ngoài này cho anh em bán anh em ạ. Đấy, đôi khi anh em ở trong đấy không mua được xe ở trong đấy mà lại mua xe ngoài này rất là nhiều. Vậy thì bác nào mà cảm thấy chiếc Vios E xịn đời 2015 màu đen sơn xi căng đét này, màn hình to, cam lùi tích hợp đầy đủ hết, anh em có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062759. Sở hữu chiếc xe Vios đời 2015 bản E xịn, đầy đủ túi khí phanh ABS, na răng đúc, 4 bánh, đấy, keo chỉ cột kèo không mất phần nào, với giá 362 triệu đồng mà thôi. Đó, đầy đủ option này, đấy, rất là đẹp, lốp náp mới. Xong rồi ghế da cũng mới này, nội thất rất là tươi mới nhá anh em. 362 triệu động cơ 1.5 xăng ăn dòng Vios này ăn như ngửi thôi, nó chỉ 5,5 lít trên 100 km. Đấy là anh em nào không biết đi thì em mới thì nó mới cao thôi, bình thường anh em chỉ đi tầm 5,5 lít trên 100 km mà thôi anh em nhé. Tiếp theo anh em có thể sở hữu một chiếc Vios Nimo đời 21, cặp Vios Nimo đời 2013 với giá bán 247 triệu một chiếc. Đó, một chiếc màu vàng cát và một chiếc màu đen, sơn xi căng đét luôn, bản Nimo lưng kịch. Nó na răng đúc này, lốp mới này. Rồi thì sơn xi căng đét, cột kèo zin, keo chỉ zin, đăng kiểm dài, gương điện, kính điện, cụp xòe, đầy đủ hết rồi, không thiếu cái chức năng gì cả.
Và nội thất rất là đẹp, sơn xi căng luôn, sơn đến cái màu vàng cát này, vàng đồng này nó đẹp xuất sắc luôn. Ngoài ánh nắng nhìn rất là nổi bật. Nó là mạnh trung tính anh em, cái màu trung tính mạnh nào cũng thể lấy được anh em nhé. Đây, rất đẹp, limo đời 2013 mà giá chỉ có 247 triệu thôi anh em. Đó, rất là xuất sắc. Màn hình can lùi tích hợp đầy đủ hết rồi, không thiếu chức năng gì. Đây, nội thất rất là đẹp. Anh em nhìn thấy ghế da này, nó tapi cửa này, keo chỉ zin, gầm bệ chắc. Những dòng này thì bọn em về nói chung là cũng phải sửa qua gầm bệ, ví dụ thay rô tuyn, rồi thì kiểm tra thước lái, kiểm tra lốp láp để cho làm sao khách hàng đi an tâm nhất anh em nhé. Đó, đây cũng là một chiếc đời 2013 bản limo lân kịch. Đấy, đời 2013, cuối đời 2013 sang 2014 là anh em lên form mới rồi. Thì form này là form cũ nên giá nó rẻ lắm, giá chỉ rơi 247 triệu anh em đã sở hữu một chiếc xe đẹp, sơn xi căng đét như này. 247 triệu đời 2013 anh em luôn. Máy gầm dòng này thì không phải nghĩ, riêng dòng Vios này anh em, con nào thì con, không bao giờ phải nghĩ luôn. Về máy móc nó rất là lành và đẹp. Phụ tùng thì nhiều, đồ đạc thì rất là nhiều cái để thay thế sửa chữa. Cột kèo zin anh em nhé, bóc trực tiếp trên livestream cho bà con. Đó. Nhiều chỗ bán rẻ người ta không có bóc này cho anh em xem đâu. Đó, bọn em thì sẵn sàng bóc cho mọi người xem anh em nhé. Đó. Rất là mượt mà. Ui, cửa đá đó đóng phình phịch luôn. Giá bán vô cùng hợp lý, như vậy là chiếc Vios Limo đời 2010 biển 34 kia chắc sắp có chủ rồi. Vì máy gầm của nó chất kinh khủng luôn, anh em mà ngồi lên xe chạy là dính anh em nhé. Đó, Vios E xịn thì đang có một chiếc đời 2010 anh em nhé, không taxi. Giá bán là 272 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đó, biển Nam Định đây, nốp nắp mới là phanh ABS, túi khí đầy đủ, đăng kiểm tháng 5 năm 2021, tên tư nhân, biển Nam Định, xe gia đình anh em. Gia đình không taxi tức là không hoan đục. Đó, không hoan đục tắp nôn anh em nhé. Đấy. Thì cái màn hình can lùi tích hợp đầy đủ rồi, keo chỉ zin. Đẹp xuất sắc này. Máy gầm chất điều hòa mát, vô lăng méo, túi khí phanh ABS đầy đủ. Đấy, bản đủ thì nó có cái vô lăng méo anh em ạ. Đây. Đời 2010. Keo chỉ zin, tapi, những cái này có sẵn này. Đấy, nhìn nó khít hơn, đẹp hơn. Giá bán 272 triệu. Đó. Rất là đẹp. Sơn thì màu vàng cát. Đấy, cửa đã đóng hình phịch luôn anh em ạ. 4 quả lốp mới. Đăng kiểm tháng 5 năm 21. Giá bán chỉ còn có 272 triệu đồng thôi. Có những chiếc 2010 bên em chỉ bán tầm 250. Nhưng những chiếc đẹp anh em có thể vô giá. Ví dụ như không khoan chẳng hạn thì xe nó người dân mua bán rất là cao. Thì bên em cũng đã đưa ra cái giá và bán hợp lý để cho bà con lấy về làm xe gia đình, xe dịch vụ anh em nhé. Đó, kia anh em đang thử máy luôn. Đây, tiếp theo là một chiếc limo đời 2009 tư nhân biển Lào Cai, gốc Hà Nội anh em nhé. Gốc Hà Nội thì anh em là người Hà Nội anh em có thể vào tên không mất tiền, không mất tiền biển. Đó, anh em đang kéo khoang máy lên. 210 triệu đời 2009 anh em nhé. Đó, máy gầm cực chất luôn, điều hòa mát, nội thất đẹp. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020. Màu vàng cát. Limo. Đấy. Đó. Anh em nhìn thấy chiếc limo lưng kịch này. Lưng kịch theo kiểu là bây giờ nốp cũng R15 luôn, lưng cao hết cỡ. Không còn gì để lưng nữa anh em. Nội ngoại thất anh em nhìn đây. Đây, ngoại thất thì anh em nhìn nội thất. Đó. Cực kỳ đẹp, máy gầm cực chất nha anh em nhá, điều hòa mát, nội thất đẹp. Chưa có màn hình, anh em sẽ miễn phí lắp đặt màn hình cam lùi cho các bác khi các bác lấy chiếc xe Vios đời 2009 tên tư nhân biển Lào Cai, gốc Hà Nội. Máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất đẹp như thế này. Keo chỉ zin, cột kèo zin, không đâm đụng ngập nước. Anh em liên hệ trực tiếp khả năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 759. Vâng, alo. Cầm điện thoại cho em đi. Ừ, số này vừa gọi đến này. Hai bốn kìa, 25 cũng có. Đó, anh em nhìn đi. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review tổng hợp cho một loạt những chiếc xe đang có mặt, Vios đang có mặt tại Khả Năng Ô Tô, địa chỉ An Lão, Hải Phòng. Anh em nào trước khi đi xem xe có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 032 60 62 759 nhé, để sở hữu những chiếc xe đang có mặt ở đây.
Pin cần thô này hôm qua quay rồi thì. Đây quay hôm nọ đấy, quay lắm đấy. Đây. Tem mới thì vẫn giá đấy à, 200 bao nhiêu? Ui 215 triệu giảm giá ngay chiếc Kia Picanto đời 2013 bản đủ túi khí phanh ABS là đang đúc lốp đáp mới đang kiểm dài. Đó, xuất sắc một chủ nữ từ đầu biển Cần Thơ. À, chỉ giá chỉ còn 215 triệu đồng bao rút hồ sơ thôi. Anh em nào lấy chiếc Picanto màu xanh này bản đủ nhá. Như anh em nó giống chiếc Kia Morning nhưng nó cao cấp hơn, nó đời 2013 và tên tư nhân một chủ nữ từ đầu. Anh em có thể lấy chiếc Picanto này về với giá rất là ưu đãi thôi. Bao rút hồ sơ 215 triệu. Quá đẹp cho một cuộc tình anh em nhé. Keo chỉ zin, cột keo zin. Không đâm đụng ngập nước, cam kết rồi. Anh em hoàn toàn an tâm. Bản đủ vô lăng có tí khí tích hợp. Phanh ABS 4 bánh. Đấy. Cảm biến ABS 4 bánh anh em nhé. Giá bán chỉ còn 215 triệu, động cơ thì 1.25. Đăng kiểm tháng 9 năm 21, chủ lữ một chủ từ đầu nha anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Anh em nào cần chiếc xe đang có mặt ở đây, liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 hoặc Zalo 0936405926. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, xin kính chúc mọi người một buổi sáng thật là hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Anh em đi làm ăn may mắn anh em ấy. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.